nghĩa là bạn rất là có tài. Cái việc ấy là cái việc mà cũng không đơn giản. Ngoài cái việc tức là cái người cắt tóc, nó không còn là cái cắt tóc nữa, nó như một nghệ sĩ. Tôi cảm giác là bạn nắm được cái thần thái của nhân vật. Cái thần thái của nhân vật mới là quan trọng. Về mái tóc độc đáo này được chia sẻ lên mạng xã hội và đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ của dân mạng. Ai cũng dành lời khen về sự sáng tạo của mẫu tóc 9X có đôi tay tài hoa này với những mỹ từ quá đỉnh, quá nghệ thuật. Tác giả của những tác phẩm tóc này là chàng trai Trương Xuân Tuấn, chủ tiệm cắt tóc Tuấn Cọt, sinh năm 1990 tại Nghệ An. Cái khắc họa này thì ở bên châu Âu thì đã có từ ngày xưa rồi. Thì ở Việt Nam mình rất là thích, rất là đam mê nhưng mà chưa ai làm được. Thì mình mới tìm tòi, mới xem và tìm hiểu. Thì là lúc đấy thì mình biết được là cái khắc họa này nó nên phải làm như nào. Thì lúc đấy là đến bây giờ là làm những tác phẩm đến bây giờ. Bộ sưu tập tác phẩm của Tuấn vô cùng phong phú. Từ tranh phong cảnh đến những hình chân dung huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long hay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng Tuấn được đặc biệt chú ý hơn từ khi khắc họa những nhân vật trong bộ phim nổi tiếng Người Phán Xử. Phải nói là tôi thấy đấy là bạn rất là có tài. Cái việc ấy là cái việc mà cũng không đơn giản. Ngoài cái việc tức là cái người cắt tóc, nó không còn là cái cắt tóc nữa, nó như một nghệ sĩ. Tôi cảm giác là bạn nắm được cái thần thái của nhân vật. Cái thần thái của nhân vật mới là quan trọng. Còn cái sự giống về mặt chi tiết nó không phải là quá quan trọng. Nên cái thần thái của nhân vật thì tôi nghĩ là bạn xem phim, bạn thích phim và bạn cũng rất là hiểu phim và bạn cũng hiểu nhân vật. Thế cho nên cái tác phẩm của bạn ấy thì tôi cho là một cái tác phẩm nó tương đối thành công. Cái tác phẩm chân dung ấy, thì cái quan trọng nhất là cái hồn của bức hình, và quan trọng cái khó nhất là cái đôi mắt. Và cái đôi mắt thì là mình làm giống cái đôi mắt thì tất cả những cái còn lại là nó sẽ dễ hơn, dễ làm hơn. Và phải làm sao cái bức hình hoàn thiện và nó có hồn mà nhìn vào nó phải 3D. Chỉ với cây kéo, chiếc dao cạo và chiếc tông đơ, cùng với việc tự mày mò qua các clip trên YouTube, tự sáng tạo ra những ý tưởng mới mẻ, khả năng tay nghề của Tuấn càng được nâng cao hơn. Và từ đó, những bức họa trên tóc cứ như vậy tuần tự ra đời. Mới đây nhất, hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu thủ trẻ Quang Hải đã được Tuấn khắc họa lên tóc của các fan hâm mộ bóng đá để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã lọt vào chung kết. Những cái tác phẩm của anh Tuấn thì em thấy là anh ấy khắc họa nó rất là có hồn, lên được nét của hình chân dung của người của tác phẩm đấy, và em thấy là rất là giống. Khi khách hàng yêu cầu thì mình làm thì có đôi lúc thì nó không giống. Thì mọi người, bạn bè thì góp ý và nên phải chỉnh chỗ này và chỉnh chỗ kia. Thì mình lúc đấy mình rút ra kinh nghiệm và để làm được đến bây giờ thì có những tác phẩm hoàn thiện hơn. Vẽ chân dung đã khó, xăm chân dung cũng khó, thì khắc họa hình ảnh trên tóc còn khó hơn rất nhiều. Với công việc này, không chỉ bằng sự tỉ mỉ khéo léo của một cây kéo, mà còn bằng cả sự tâm huyết, bằng tình cảm, bằng tài năng, người thợ cắt tóc đã trở thành một người nghệ sĩ thủ.